bản trên YouTube của tôi là thử thách World Cup 3 cung đánh trong vòng 30 giây. Thực tế cái này cũng được. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem 3 cung này. Kiểu các bạn nhà tôi uống nước phải dùng bạn. Đây, cung to, cung cung. Ok, cho họ xem. Đây. Ok, được chưa? Bây giờ sẽ bắt đầu nha. Rồi. Ok. Từ từ. Rồi. Ok. À, tôi sẽ chơi cốc nước to trước. Ok. Bây giờ thì mời mọi người uống nào. Bắt đầu 30 giây. 1, 2, 3, 30 giây bắt đầu. Để sạch nha các bạn. Đây. Thì sẽ uống vào ấy, cảm giác nó thải độc. Đây là buổi sáng, nhưng mà khi thải độc ấy, nhưng mà khi mà thải độc ấy, thực sự ăn rất là ngon luôn đấy. Nhưng mà không sao, tôi cũng đã chơi hết 3 cốc. Ok. Vậy tôi đã làm xong thử thách của tất cả của một bạn trên YouTube. Cảm ơn bạn đã cho tôi thử thách này. Thì bạn nhớ gọi những người khác để đăng ký cho kênh tôi. Nếu mà kênh mình gần vào 100 subscriber thì mình sẽ dẫn mọi người đến một nơi mà có thể các bạn chưa đến mà có thể các bạn biết. Đó chính là Đà Nẵng CD. Ok, let's go. Cảm ơn tất cả các bạn. Và các bạn nào đang xem thì nhớ like và share nếu có những mà những người khác share cho mình. Và subscriber. Mà em biết share và gì không? Share như là chia sẻ cho tất cả những người nào trên YouTube. Bạn của bạn hoặc là những cái người trên Facebook của bạn xem cái kênh tôi. Nếu mà được 100 subscriber thì tôi sẽ cho các bạn đến cái thành phố mà tôi vừa nói ấy. Và goodbye.